Chào anh chị, cảm ơn anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Đạt, phụ trách bán hàng tại showroom Từ Quý Auto. Địa chỉ của em tại số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Đây địa chỉ to đùng luôn, to nhất cái phố Trần Thái Tông này. Ở đây và xe mới về của nhà em đây. Đây là một chiếc Kia Seato. Con này là bản 2.0 Premium, phiên bản cao cấp nhất được Taco Trường Hải phân phối tại đường xe Việt Nam thời điểm trước các bác nhé. Còn thời điểm bây giờ thì con Seato giờ nó không còn nữa rồi, nó chuyển sang cái mẫu xe là Kia K3. Thì để đánh giá con Kia K3 thời điểm này các bạn, nó chỉ là một con xe gần như gọi là bình mới rượu cũ, có nghĩa là nó chỉ là khác cái tên với cả nó một chút thay đổi bên ngoài thôi, còn lại về cơ bản rồi máy móc rồi thiết kế vô lăng hộp số ghế má mọi thứ là gần như nó tương đương với cái con xe Kia Seato này. Thì con Kia Seato này là một con xe mà em đánh giá là trong phân khúc xe hạng C ấy, nó có một cái lợi thế rất là lớn, đó chính là về vấn đề giá cả. Chia sẻ với các bạn một chút nhé, thì cái con Kia Seato bản 2.0 Premium ấy, nó là bản xe cao cấp nhất đúng không ạ? Nhưng mà giá xe của nó chỉ ngang ngang với cả cái con xe Mazda 3 bản Luxury thôi. Nó nhỉnh hơn cái bản Deluxe của Mazda 3 một chút. Đấy, là bản Luxury, bản Mazda 3 Deluxe nó là bản thấp nhất của xe Mazda 3 các bạn nhé. Là nó loanh quanh dao động khoảng tầm 675 đến 680 triệu cái thời điểm đấy, thời điểm bây giờ cũng thế. Bây giờ thì Mazda 3 Luxury nó đang bán trong hãng là khoảng 700-701, còn bản Deluxe nó khoảng 686 thì nó bằng ngang con này, 675 triệu xe mới. Đấy, một cái lợi thế rất lớn từ cái xe đến từ Kia, mà cái dòng này thì đi nó khách quan nhá, em đánh giá khách quan nhá, thì thực sự là cái dòng Kia Seato thời điểm này ấy, nó đi nó không thể sướng bằng cái dòng Mazda 3 được. Đấy là chia sẻ thật. Còn nhưng mà về option nhá các bác nhá, thì với cái tầm tiền thôi, em so sánh cùng tầm tiền thôi, thì Seato này nó ăn đứt Mazda 3 luôn. Là một con xe nó có được trang bị sạc không dây này, có ghế điện này. Rất tiếc là ở trên cái phiên bản Seato này nó không còn được trang bị cái đĩa nhớ ghế. Đấy, nó có một cái thiệt thòi. Ở trên cái phiên bản Kia Seato đợt trước ấy, nó có trang bị sạc không dây này, rồi có cả nhớ ghế này, ghế điện. Đấy, đó là cái option nó vượt trội hẳn so với xe cùng đối thủ. Nhưng mà trên phiên bản này nó cắt mất cái nhớ ghế. Đấy, và cái tiếp theo thì option của xe thì nó đầy đủ. So với Mazda 3 Deluxe thì con này thì không có cửa gì để so cả. Mazda 3 Deluxe ghế cơ này, ghế nỉ này, điều hòa vẫn là điều hòa cơ, con này thì nó có thiếu gì đâu bác. Bao nhiêu đúng không ạ? Sạc không dây nhá, điều hòa điện tử hai vùng độc lập nhá, ghế lái chỉnh điện 8 hướng nhá. Đây, nội thất ghế da màu đen đỏ thể thao này, rất là đẹp. Đấy, cái màn hình kia thì nó là màn hình độ, màn hình độ thêm màn hình Android, còn màn hình zin của nó thì nó cũng kích cỡ như thế, nhưng mà nó ít tính năng hơn thôi. Đấy, con xe này thì bác nhìn này, cái keo chỉ của nó, em nói thật là cái xe đời 2020 nó phải như này. Keo chỉ nó phải còn nguyên bản. Đấy, ốc ác mọi thứ nó là phải nguyên bản hết. Động cơ, khung gầm, máy móc, hộp số nguyên bản là những cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà em mua một chiếc xe về để đến tay các bác. Thế nên là các bác mua xe của em cứ yên tâm, chỉ việc quan tâm đến vấn đề giá thôi. Giá vào là anh em mình vào việc, còn là chất lượng thì bác cứ đi kiểm tra thoải mái, bất cứ đâu bác muốn nhá. Đây, các bác nhìn keo chỉ nó đẹp như này. Đấy, ốc này, cánh cửa này. Đấy là một vài cái điểm em muốn chia sẻ cho các bác. Và tiếp theo nữa đó chính là cái phần la răng này này. Lốp thì con này liền đời là cái chắc rồi. Xe chạy có 2 vạn cây chắc là lốp liền đời rồi. Tuần thứ 25 của 2019. Và cái lốp đặc trưng của cái dòng Kia Seato này nó là cái lốp Continental. Cái lốp này ấy, thì nó lại là theo cái kiểu như này. Em đánh giá nhá, nó là một cái lốp đi là rất là thoát xe, có nghĩa là các bác đạp ga nó không cảm giác nó bị ì, bởi vì là cái độ bám đường của nó không bị nhiều quá. Nhưng mà ngược lại thì nó lại gây lên một cái độ ồn nó hơi khó chịu cho người dùng. Ở trên cái phiên bản cũ cơ thì cái lốp phải nó mỏng hơn thì nó hơi ồn, nhưng mà trên phiên bản này thì lốp nó dày dày hơn tí rồi, đỡ ồn hơn một tí. Nhưng mà theo em nhá, thì các bác mua con xe này về đi được khoảng tầm 3-4 năm đấy, thì các bác thay cho em một cái dàn lốp Michelin. Cái dàn lốp đấy thì đi nó không được thoát xe cho lắm, nhưng mà cái lốp đấy thì nó lại đi nó êm, nó phù hợp với cả cái điều kiện giao thông ở Việt Nam. Còn cái lốp này các bác mà đi ra cái đường đẹp, đường nhựa như kiểu là đi chạy ra đường đua F1 ấy, thì lốp này đi cực kỳ sướng các bác nhá. Lốp hàng hiệu, lốp Continental hàng hiệu. Xe này thì chủ cũ người ta cũng là thanh niên, nên là cảm giác người ta dán rất các thứ. Đây là đèn dán này. Đấy, nhìn trông nó có cái độ nó đẹp, nó hầm hố, nó thể thao một chút. Lắp thêm một cái lipo đôi. Đấy, cái này thì là có sẵn các bác nhá. Cái phiên bản 19 thì chưa có cái này đâu, chưa có cái đuôi gió này đâu. Trên phiên bản cuối 20 thì bắt đầu có rồi. Đấy, đây là cái biển cũ của nó này.
biển cũ đẹp phết, 629.68 này. Bác nào mà thích biển Sài Gòn thì em để nguyên biển các bác đi. Lốp dự phòng chưa hạ các bác nhá, mới tinh. Đấy, đi xem xe thì các bác kiểm tra hết tất cả những cái phần nhảy của em này. Anh ơi, anh quay cho các bác xem cái ốc cốp này. Đấy. Đi mua xe thì các bác hãy chuẩn bị kiểm tra hết cho em những cái này. Đây là ốc cốp. À, cái ốc cốp mà vặn ra rồi ấy, thì các bác xem kỹ cho em tất cả những cái phần keo chỉ ở đây. Rồi giật cho em cái keo chỉ này các bác nhá. Đấy, ốc cốp vặn ra rồi thì nó có thể là sơn hoặc là nó bị va gì đó thì khiến nó phải tháo cốp ra để làm lại đúng không ạ? Thì xem kỹ cả cho em cái giật cái răng này ra. Nhưng mà em bây giờ không giật đâu bởi vì xe của em nó còn zin. Thế là cái keo này trông nó còn đẹp lắm, em giật ra nó mất zin ngay. Thì các bác phải nhìn cái bên ngoài này trước, nếu mà có hiện tượng thì các bác mới kiểm tra kỹ ở cái phần này. Đấy, xong rồi lộn gầm xuống để xem cái chậu ấy các thứ, bắt đầu mình mới đi sâu vào bên trong. Đấy. Hôm nay em sẽ chủ yếu là cho các bác xem về kỹ thuật xe thôi. Còn thật sự các bác là cái option của cái dòng xe Kia Seato này thì trên mạng nó nhiều lắm rồi. Quá đầy đủ rồi. À đây có một cái chi tiết này em muốn giới thiệu các bác này. Có rất nhiều bác hỏi em là tại sao lại có cái miếng dán này đúng không ạ? Thì em cũng chia sẻ với các bác nhá. Gần như là 95% các loại xe bình dân là nó được trang bị một cái miếng dán như này. Em thì em cũng không rõ là nó được trang bị để làm gì, nhưng mà đối với một người làm nghề xe cũ như em ấy thì em sẽ nhìn vào cái này để em biết được là cái phần này đã bị sơn lại hay gói lại hay chưa. Giả dụ như là bác bị đâm ở đây đi, đúng không ạ? Bác bị đâm ở đây thì đương nhiên là cái miếng dán này bác phải bóc ra để các bác gò nắn rồi các bác sơn lại, đúng không ạ? Còn cái miếng dán mà nó còn nguyên, nó còn đẹp nhảy các bác này, nó hơi vàng vàng một tí thì tức là cái xe này nó còn nguyên bản ở cái phần cánh cửa này, phần hông này. Đấy các bác nhá. Các bác, anh quay rõ vào đây cho các bác nhìn này. Nó phải hơi vàng, màu vàng vàng tí các bác nhá. Đấy, nó phải vàng vàng như này này. Đấy, tất cả bên trong này. Đấy, để xem cái phần keo chỉ này nó đã bị đâm hay chưa. Thì hãy nhìn vào đây. Đó là một trong những cái mẹo mà em đi xem xe mà em có được thì em muốn chia sẻ với các bác. Con này thì được trang bị thêm cả điều hòa thứ hai rồi các bác nhá. Không lo sợ nóng. Đấy rồi, cái trần nó là cũng là màu đen. Thế nên là các bác nào nhà có trẻ em hay con nhỏ thì không sợ cái vấn đề bị bẩn nội thất khi mua chiếc xe này đâu. Đây, nói qua một chút về cái vấn đề option nhanh của cái con xe tô này. Đấy, con này thì nó có sạc không dây em vừa nói rồi đúng không ạ? Hộp số tự động thì hộp số 6 cấp các bác nhá. Có con này nó có 4 chế độ lái, nó có Eco này, Smart, Comfort và Sport. Sport con này thì không phải tự nhiên mà chúng ta có thể cài đặt được, mà các bác phải cài D này. Cài D này. Đây, để em tắt cái tiếng nhạc đi ạ. Cài về D này, xong các bác gạt sang đây số này thì nó gọi là số Sport. Đấy. Chung là cái số này thì em nghĩ là chúng ta cũng chủ yếu là đi đường đèo núi thì cài sang số cho nó hãm phanh nó tốt thôi. Chứ còn thực sự là cũng không cần thiết đến cái mức mà phải đi đến cái số Sport này trong đường phố hay đường trường đâu. Cứ cài Comfort hoặc Smart đi là ok nhất. Còn trong phố thì các bác cài cho em cái Eco, ga nó vừa đủ mà nó tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đèn tự động này, ga tự động này. Đấy. À, gương chiếu sáng tự động các bác nhá. Nói chung là một con xe em đánh giá là nó rất là đáng từng xu một khi các bác bỏ tiền ra đấy. Nó vừa vặn. Với cái giá một con Kia Seato đời 2020 xe biển phố sang tên thì không mất 20 triệu tiền biển mà các bác bỏ ra có 645 triệu thôi. Là các bác đã có thể sở hữu được một chiếc Kia Seato 2020 bản 2.0 bản cao cấp nhất rồi. Bằng cái số tiền đấy em vừa bán một con Mazda 3 đời 2019 bản Deluxe nha các bác nhá, biển tỉnh. Em vừa bán hôm qua là 625 triệu. Đấy, thì theo các bác thì hai cái lựa chọn này thì con nào hợp lý hơn? Em thì em không đánh giá về cái vấn đề đẹp hay xấu bởi vì là cái này thì nó sẽ tùy gu của từng các bác. Đấy, nhưng mà cá nhân em đánh giá thì con này nó xứng đáng cái tầm tiền khoảng 650 đổ về thì thực sự nó đẹp. Độ mặt chủ cũ người ta độ thêm cái mặt ga lăng này. Nhìn trông nó cũng có cái độ nó thể thao. Bóng con này thì là đèn bi full led các bác nhá, cả bóng pha cốt thì cùng một bi. Đấy, nó có một cái giải đèn led daylight. Bốn cái này nhìn trông nó giống Iron Man các bác. Để đi xem xe, cái việc đầu tiên các bác ấy mở cabo lên là xem cho em cái ốc cabo này. Đấy là một trong những cái ốc mà rất dễ vặn ra để sơn lại hay là gò nó lại bởi vì là cái đầu xe này nó chỉ cần móp hay là nhào đấy thôi là cái ốc là cabo phải ra để có thể sơn và gò nó lại đúng không ạ? Tiếp theo hãy nhìn cho em cái ốc tai này. Đó, ốc tai này. Đó, ốc tai bên phụ này rồi đấy. Anh lại nhìn ốc tai bên lái luôn này. Đấy.
Nói chung là em đã quay chi tiết nhà rồi thì các bác sang nhà em thì chỉ gọi bàn về giá thôi. Còn chất lượng xe thì yên tâm tuyệt đối đúng không ạ? Khi mà anh chị đã xem hết tất cả những cái vấn đề ốc rồi đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn cho em những cái lỗ, những cái lỗ này này, những cái lỗ tròn này này. Khi mà xe bị va chạm, va quẹt rồi các bác nhá, mà họ gò nắn lại ấy, thì cái lỗ này nó không được tròn đâu, chắc chắn là nó không thể tròn được. Và khi mà các bác sờ tay vào đây này, hoặc là làm cho em một cái động tác sờ tay vào đây này, đấy, gò nắn lại hay là sơn lại các bác nhá, nó không thể nào mà làm cho anh em được, nó sẽ đứt tay ngay, bởi vì nó còn cái phẩy sơn với cả nó gò nó bị xước ấy. Còn đây là lỗ người ta nhà máy nó cắt nó nét lắm, các bác xoay thoải mái không đứt tay luôn. Khi mà chúng ta đã đi xem hết tất cả những cái phần bao quanh bên ngoài về vấn đề đâm đụng rồi đúng không ạ, thì hãy nhìn tiếp cho em vào vấn đề máy. Máy ở đây chúng ta có hai bộ phận, đó chính là chân máy và mặt máy đúng không ạ. Thì cái chân máy này các bác này, các bác đừng có nhìn là xe bị ra ốc chân máy mà lại nghĩ là xe bị thế này thế kia các bác nhá. Ở trong hãng ấy thì nhiều khi là cái quá trình sử dụng người ta hay đi trên cái đường xấu quá, đi khoảng tầm 4-5 vạn là hãng người ta sẽ có một cái quy trình bảo dưỡng là siết ốc chân máy cho máy đỡ bị rung, đi nó sẽ sướng hơn, nó ngọt hơn, hoặc là thay cao su chân máy. Đấy, còn cái xe mà bị ngập đông đụng hay ngập nước ấy thì các bác phải nhìn cho em cái ốc mặt máy này. Đây gọi là ốc mặt máy này, khi mà xe ngập nước chắc chắn là phải ra ốc mặt máy này. Và cái ốc hộp số, cả một cái dàn rất nhiều ốc ở đây này, thì cái này em hơi cho bác hơi khó nhìn. Thì cái này thì nó là chuyên môn của cái người làm ở trong hãng, thì các bác cứ mang ra hãng kiểm tra và các bác hỏi người ta. Còn cái để dễ nhìn nhất ấy là các bác cho lên cầu, các bác nhìn ở phần bên dưới ấy là cái phần người ta dễ làm, chứ còn ở trên mặt máy này thì người ta cũng ít khi người ta động đến lắm. Còn em nói thật là cái mặt máy này mà nó đến mức mà nó phải ra rồi thì xe vứt đi. Đấy, thì em xin giới thiệu lại nhá. Con này là con Kia Cerato bản 2.0 Premium sản xuất 2020. Xe mới chạy được có 22.000 cây thôi, lịch sử hãng bảo dưỡng rồi bảo hành đầy đủ. Và em đang bán là 645 triệu, xe biển thành phố, đây biển đẹp luôn này. 51H62968 này. Đấy, em đang bán là 645 triệu các bác nhá, có hỗ trợ ngân hàng 70%. Và ngoài ra em xin phép mời các bác vào đây, em sẽ giới thiệu cho các bác một vài mẫu xe hạng C mới về của nhà em. Con này thì nó Mazda 3/2019 này, màu trắng này, mới về này. Con này Elantra thì em giới thiệu cho bác rồi này. Con này là Mazda 3/2019, cũng 19 luôn, chạy 3,5 vạn cây này. Một con kia đó là biển Đồng Nai, là biển là 60, con này biển Bình Dương, biển 61, hai anh em hàng xóm. Đấy, con này thì em đang bán là 620, hai con bằng tiền nhau, biển tỉnh các bác nhá. Vios này thì em xin phép em bán rồi, hôm qua em vừa bán cho chú Thanh ở bên Đại Mỗ. Chú có qua xem qua kênh YouTube của em thì chú có biết đến em và qua ủng hộ em chiếc xe đầu năm, con xe đầu tiên em bán từ Tết rồi đấy. Ở đây thì con Mazda 3/2017 Felix biển Sài Gòn, bán là 3,5. Đấy, và con này cũng là một con xe siêu phẩm mới về của em này. Đây là chiếc Mazda 3 bản Luxury mà chạy có 10.000 cây, cũng biển Sài Gòn. Đấy, đấy, à đây lại nói lại nhá, con này biển Sài Gòn nhưng mà em đang bán là 685 triệu. Thì tức là con Mazda 3 bản giữa, ở cái dòng Mazda 3 bản giữa mà nó lại đắt ngang với cả con Kia Cerato bản cao cấp nhất. Đấy là chứng tỏ là Cerato nó có một lợi thế về giá nhất định. Nhưng mà nói thật nhá, cái đánh giá của em về cái xe ấy, thì con Mazda 3 cái thế hệ này thì nó ăn đứt Cerato luôn. Đi cực kỳ êm, nó không bị cái cảm giác bị ồn như trên phiên bản cũ đâu. Màu xanh đen, biển Sài Gòn và giá là 685 triệu. 10.000 cây các bác nhá, cũng lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng đầy đủ luôn. Không phải nghĩ. Lắc A sọc lướt 4.000 cây này. Camry này 3 vạn này. Lắc A Bay 20 này thì em bán rồi. Đấy, và ngoài ra nhà em còn Kia Sportage, còn Mazda CX-5, em còn Santa Fe, em còn Hyundai Tucson. Và nhà em sắp về ấy, là có cả về cả con Honda City Top tầm tiền hơn 500 này. Em có một chiếc crossover cỡ B là chiếc Kia Seltos này. Con đấy thì em đang bán khoảng hơn 7 đồng. Đấy, và đợt này nhà em về nhiều lắm, Mazda 3 rồi tất cả những cái dòng xe bình dân từ tầm khoảng tầm 400 đến 1 tỷ, rất là nhiều. Thì em kính mong mời các bác qua cửa hàng em uống nước. Địa chỉ tại số 953 đường Trần Thái Tông. Và em có hỗ trợ ngân hàng 70% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn thôi ạ. Nếu như anh chị có cần thắc mắc về xe cộ hoặc là thủ tục vay vốn ngân hàng thì vui lòng hãy gọi điện trực tiếp cho em nhé, qua số điện thoại cá nhân 094 333 2565. Em Đạt cảm ơn chị quan tâm theo dõi. Xin chào ạ.